Nhà vườn mini thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ, xinh quá trời luôn anh chị ơi. Sát bên thành phố Mỹ Tho chỉ có 7 km thôi nha. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nha. Ngày hôm nay Bảo Thiện đang có mặt tại xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, xin giới thiệu cho anh chị một siêu phẩm nhà vườn đường ô tô đến nơi luôn, có thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ ha. Thiện thấy là rất là xinh luôn, bởi vì nhà mình là full nội thất luôn nha anh chị. Bên cạnh đó là tặng cho mình là tivi nè, bộ sofa nè, giường rồi tủ áo quần ha, mấy điều quà, kệ bếp, rồi có bộ cáp wifi đầy đủ hết cho mình luôn, với một cái giá chỉ có đầu 1 tỷ thôi, rất là ok, hơn 1 tỷ thôi, khá là ok cho mình luôn nha. Bên cạnh đó là phía sau có một khoảnh sân vườn để trồng rau, bên hông là có hành lang đi lòn vào để có thể là thông khí trong ngôi nhà của mình. Thiện thấy là rất là tuyệt vời luôn. Anh chị cô chú mình quan tâm tới một cái sản phẩm nhà vườn mà gần thành phố Mỹ Tho nè, đầy đủ nội thất mà nhà thì tương đối đẹp như thế này, thì hãy cùng Bảo Thiện xem hết video này nha. Dạ, thì căn nhà hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho anh chị là ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích là 190m², có 128m² thổ cư chủ quyền nhà đầy đủ. Thì bây giờ Bảo Thiện sẽ giới thiệu về tuyến đường cũng như hướng đi của mình trước cho anh chị cô chú mình nắm rõ nha. Anh chị xem khu vực này là dân cư tương đối là đông đúc luôn nha anh chị, có trụ điện đầy đủ luôn nè. Dân ở đây sống rất là đông, và Thiện thấy là đất mình là sạch đẹp, không mồ mả luôn nha. Khu vực xung quanh của mình cũng không mồ mả luôn nha cô chú và anh chị mình ơi. Theo hướng trước màn hình của mình nè, đường này đường ô tô 4 chỗ ha, 7 chỗ nhỏ gọn, mình vẫn có thể là vào tới đất luôn nha cô chú và anh chị. Theo cái hướng này anh chị đi thẳng nè, tầm khoảng là 1.4 km anh chị sẽ ra với là chợ Bưng, ra với lại là cầu chợ Bưng của mình đó anh chị, và kế đó là có trường học ha, có thể là thông ra hướng ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp của mình, chỉ có là 1.4 km thôi, và cũng là đường tỉnh 878 của mình luôn nha anh chị, tương đối là gần luôn ha. Và cũng từ cái đường cầu chợ Bưng đó, anh chị cô chú nào mà mình có hiểu biết chút xíu, mà mình có quan tâm về khu vực ở dưới Châu Thành em, thì chắc chắn anh chị sẽ biết là cái đường tỉnh 878 này nó cũng sẽ thông thẳng lên với là ngã ba vòng xoay thân Cửu Nghĩa nha cô chú và anh chị. Đó, thì từ cái đường tỉnh 878 dẫn lên vòng xoay thân Cửu Nghĩa chỉ có là 4 km thôi. Còn nếu mà cô chú và anh chị nào mình thích đi về đường quốc lộ 1A của mình cũng được luôn. Anh chị đi thông ra đường hướng về dòng dứa này, thông ra với lại là quốc lộ 1A của mình, đó, chỉ có là 2 km thôi cô chú anh chị mình ạ. Dạ, và ở đây anh chị kia, Thiện thấy là anh chị về thành phố Mỹ Tho rất là gần ha. Thiện lấy điểm là vòng xoay Trung Lương thì chỉ có 7 km thôi, và nếu mà anh chị từ Long An về đây thì thấy điểm là thành phố Tân An là chỉ có 20 km thôi nha. Còn nếu mà anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh bến xe miền Tây về đây là 60 km nha, ở một vị trí là tương đối là gần luôn. Và ở đây Thiện có là 2 căn nhà vườn liền kề, nhà vườn kiểu mini nha anh chị. Ở phía trước là có sân rộng nè, có nhà đến 3 phòng ngủ kiên cố và full nội thất, phía sau ra còn dư ra một khoảnh sân nhỏ rất là đẹp, và xung quanh nó đều có là tường rào kiên cố anh chị ha. Bên hông thì có cửa thoát và có hành lang để cho không gian trong ngôi nhà mình rất là mát luôn. Thì bây giờ Bảo Thiện xin giới thiệu chi tiết vào nhân vật chính của mình nha cô chú và anh chị. Ở đây Thiện có 2 căn liền kề, thì cái căn bên phải Thiện đang khóa lại đây á, thì căn này là chưa nội thất, và căn bên trái thì là full nội thất. Thì cô chú và anh chị mời mình cùng xem thử cái căn full nội thất với Thiện nha. Thiện sẽ giới thiệu chi tiết thông tin cho cô chú và anh chị mình nắm rõ nè. Đó, và anh chị mình xem căn nhà vườn của mình đó, thì bên hông á thì thấy là nó còn dư ra một cái khuẩn. Cái khuẩn này nó là một cái con đường đan thông vào chắc nhiều hộ bên trong nữa đó anh chị. Thành ra là cái căn nhà vườn góc bên trái này nè, nó có một cái không gian mình có thể là lùa cửa ra bên ngoài để đón được cái không khí bên ngoài ha. Nó không có bị bí bách trong cái căn nhà của mình. Thì cái căn nhà này anh chị xem nè, xung quanh là đất sạch không mồ mả luôn nha anh chị. Dân cư xung quanh cũng rất là đông nè, và phía đối diện cũng không hề có mồ mả nào hết luôn. Ở nhà của mình thì mặt tiền xoay về hướng Tây Nam cho cô chú và anh chị nào thuận về phong thủy Tây Tứ Trạch nha. Cái đường này Thiện đang quay với chế độ là 0.5, thành ra nó anh chị nhìn trên cái video nó hơi nhỏ, nhưng đường này là ô tô 4 chỗ mình vào tới đất luôn nha cô chú và anh chị. Đó, anh chị xem có sẵn bản chỉ dẫn cho mình luôn. Và khu vực này thì là điện nước đầy đủ luôn ha, cái trụ điện thì nó ngay cái ranh của mình nên là không ảnh hưởng gì tới căn nhà mình hết. Nhà của mình đây nè, có sổ hồng riêng và chủ quyền nhà đầy đủ, với tổng diện tích là 190m² anh chị ha, với mặt tiền bề ngang của mình được là 4.98 nha. Thanh móc rất là rõ ràng, và anh chị xem căn nhà của mình nó là tường móng riêng nha anh chị, không có chung với lại căn nhà bên phải nha, xây gần nhau mà kiến trúc gần nhau, nên thành ra là anh chị thấy là có cảm giác giống như là
tường móng chung nhưng không phải tường móng riêng hết nha anh chị. Phía bề ngang là 4.98, chiều hậu sâu và đều nhau là 32, hậu nở ra đến 7 mét luôn. Và thổ cư có đến 128 m², chủ quyền nhà đầy đủ anh chị ha. Đó, và cái căn nhà của mình á thì là anh chị có thể là đưa xe hơi 4 chỗ 7 chỗ mình vào trong nhà luôn nha anh chị. Và cái sân của mình hiện thấy là tương đối là rộng luôn. Căn này mà anh chị thiết kế kỹ thì thấy là vẫn có thể làm hai chiếc ô tô nhỏ đậu trong nhà cũng tương đối là ok luôn á. À, bên cạnh đó là bên phải mình là có một cái khóm hoa, chủ trồng hoa 10 giờ nha. Tuy nhiên á anh chị kìa, bởi vì á là gia chủ không có nhiều thời gian về đây nên thiện thấy là cũng chưa có chăm sóc nhiều nha anh chị cô chú, mình về dọn xíu lại là đẹp ngay á. À, bên cạnh đó thiện thấy là cũng có là cái đèn ngủ, và ban đêm anh chị bật lên thì không gian trong nhà nó cũng rất là ấm áp luôn nha anh chị ơi. Và anh chị xem này, phía trên đây thì thiện thấy là chủ cũng thiết kế luôn nè, thiết kế hai cái đèn ban đêm nữa rất là ấm luôn. Và bên phải là mình cũng có camera luôn, đi về thì chủ cũng dặn thiện là hãy đừng có tắt cầu dao để chủ có thể quan sát được camera trong nhà, rất là an ninh luôn nha anh chị. Bên cạnh đó là nhà của mình nó đã được bao bọc hàng rào hết trơn rồi, cái này là tường rào luôn nha, rất là kính, đảm bảo an ninh trong ngôi nhà của mình. Bên hông thiện có nói rồi ha, có một cái khoảng hành lang để anh chị có thể đi bộ ra ngoài sân của mình luôn. Bên cạnh đó là có một cái cửa lùa để có thể là trống cho không gian mình nó thoáng hơn. Ở đây thiện thấy là anh chị có thể là trồng mấy cái hoa nhỏ nhỏ, mình bước trên cái khúc này để mình có thể là vòng ra phía sau sân của mình, nó cũng rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ Bảo Thiện xin mời anh chị mình bước vào trong nhà nha. Đây nè anh chị thấy không, nãy giờ là Thiện đứng bên ngoài là không hề nghe tiếng nhạc luôn, mặc dù nhạc bật rất là to nha. Nhà của mình á thì cũng giống như là nó có thiết kế rất là kín đáo, có thể là khiến cho không gian âm thanh nó không ra bên ngoài dạng cách âm luôn rồi đó cô chú và anh chị mình ạ. À, Thiện thấy là ốp tường cao lên tới là tầm khoảng 1.5 m luôn nha. Đó, cao cũng sắp bằng Thiện luôn rồi đó anh chị ơi. Dạ, và cái phần họa tiết ở phía trên nè chủ dán nha, nhưng mà rất là đẹp và thanh nhã luôn anh chị ơi. Đó, không gian trong nhà mình cảm giác nó xinh lắm ha. Bên cạnh đó là chủ cũng lắp đèn hết, đèn xung quanh bức tranh nè, cái đèn ở giữa nè, rồi cái đèn này cũng xinh ghê anh chị ơi, giống như cánh én mùa xuân, nó rất là đẹp luôn nha anh chị. Bên hông thì cũng có cửa lùa, trong không gian trong nhà mình nó rất là thoáng luôn. Bên cạnh đó thì anh chị xem này, tivi đang bật, thì đang bật YouTube cho anh chị mình coi luôn ha. Đó, thì tất nhiên rồi là mình sẽ có wifi, mình có internet đầy đủ ha anh chị, có cáp quang tivi này kia đầy đủ hết trơn luôn ha. Đó, có bộ sofa này anh chị ơi, chủ sẽ tặng cho mình sofa ha. Bên cạnh đó chủ cũng trang bị thêm một vài mấy cái cây kiểng trong nhà, thì mình thấy đây là cây lưỡi hổ nha anh chị, ở cho cái không gian trong nhà mình nó có sinh khí hơn nè. Và bên cạnh đó là về mặt phong thủy nó cũng đẹp hơn ha. Đó, bên phải là mình cũng có cửa lùa hết nè, xinh quá anh chị ơi. Không gian trong nhà mình tương đối là trang nhã luôn. Và cái mà Thiện thích nhất là cái nhà của mình có cái chiều hậu sâu đến là 32 m luôn nha anh chị. Thì mình có đến là 3 phòng ngủ, bên cạnh đó là mình có dư ra một khoảng sân nhỏ ở phía ngoài nữa để mình có thể là trồng rau sạch nè, mình ăn mỗi ngày ha. Đó, thì Thiện thấy đây là một cái điểm mà cộng rất là lớn luôn. Và những ngôi nhà ở thành phố là hiếm khi nào mà có luôn nha anh chị, cái chiều hậu sâu 32 m luôn á, tuyệt vời lắm ha. À, thì với cái căn nhà này mình có thể là cho gia đình của mình từ 6-7 người ở đều được luôn nha anh chị. À, và bên trong nhà hiện thấy này, anh chị xem này, chủ có trang bị cho mình cửa là cửa nhôm sinh pha nha anh chị. Bên cạnh đó là có tủ quần áo đầy đủ hết. Đó, xinh chưa? Còn rất là mới luôn ha. Đó, nhà còn thơm mùi sơn luôn á anh chị. Mình để vật dụng, để mấy cái túi sách của mình ở đây nè. Ở đây thì mình có giường ngủ rồi ha, anh chị che nệm và là ngủ liền luôn, dọn vào ở liền luôn á. Dán tranh rất là xinh luôn á. Đó, có điều hòa bật lên hết. Đây, điều hòa nha anh chị. Dạ, thì với hai cái phòng ngủ đầu tiên thì thấy là có thiết kế kiến trúc tương đối là tương tự nhau, chỉ có cái cách mà dán tường nó thì nó hơi khác thôi, tuy nhiên thì thấy là rất là trang nhã luôn. À, nó nhẹ nhàng và nó phù hợp với đại đa số đông gu của mỗi người ở đây nha anh chị. À, thì cũng có là tủ áo quần, rồi cũng có đèn ngủ nè, rồi cũng có đèn chính này để cho cô chú và anh chị mình làm việc ha. À, rồi mình có một cái giường nữa, rồi mình cũng có cửa ha, cửa lùa ra cho không gian bên ngoài nha anh chị. Đó, tương đối là thoáng như thế này luôn nè. Rồi bây giờ thì nghĩ là cũng là một cái phần rất là quan trọng luôn, và đối với đại đa số những anh chị cô chú và đặc biệt đó là những chị gái trong nhà của mình, đó là không gian bếp nha anh chị. Đây là cái phòng ngủ thứ ba nè, cái phòng thứ ba này chủ không có giường với lại tủ không có tặng, bởi vì nếu mà anh chị cô chú mình có nhu cầu lắp thêm theo ý thích của mình, hoặc là mình có thể làm phòng kho tùy cái nhu cầu của mình nha anh chị ha.
À, đây là không gian mà Thiện thấy là rất là quan trọng luôn. Đó là một cái căn phòng bếp nha. À, đó là một cái căn phòng bếp. Bếp của mình thì chủ đã trang bị nội thất gần như là hoàn chỉnh hết luôn rồi anh chị ạ. À, thì chủ có là tủ lạnh nha. Tủ lạnh thì cũng rất là ok luôn. Tủ lạnh Samsung nha anh chị. Tủ lạnh còn mới luôn nha. Đó. Rồi, và mình sẽ có kệ bếp. Mình sẽ có bàn ăn đầy đủ luôn ha anh chị ha. Đó, kệ bếp của mình là bếp trên, bếp dưới là có đầy đủ hết nha anh chị. Này, cái kệ bếp này thì thấy chủ thiết kế theo kiểu mà luồn tay vào kéo lên á. Kiểu này nè, anh chị có thể là vệ sinh cho cái không gian tủ của mình nó sạch sẽ dễ hơn luôn nha. Đó, và đặc biệt là mình thấy để ý một cái nữa đó là chủ của mình cũng chừa sẵn cái không gian để mình có thể là hút khói nè. Đó. Ok anh chị ha. Đó, nói chung toàn bộ hệ thống điện trong căn nhà của mình đều là đi âm tường hết. Và chủ cũng có tặng cho anh chị một cái máy giặt luôn. Ui cha ngon lành của Toshiba nha anh chị. Máy giặt cửa trước ha. Và ở đây đặc biệt là Thiện thấy chủ cũng tặng cho mình luôn một cái máy nóng lạnh luôn nha anh chị. Đó, rất là ok luôn ha. Nói chung vào là ở liền luôn á, có tivi rồi máy nước nóng lạnh rồi tủ giặt, máy giặt rồi tủ lạnh đầy đủ hết trơn luôn á. Nè, công tắc để bật nóng lạnh nè. Gạch này hình như cũng là gạch chống trơn luôn á. Tương đối là ok luôn ha. Và cái phần Thiện cũng rất là thích đó là cái phần sân ở phía sau nha anh chị. Một khuỷu vườn nhỏ ở phía sau ha. Ở khuỷu vườn này gia chủ mình cũng không có thời gian qua chăm chứ dọn xíu là nó sạch lên nó đẹp lắm luôn ha. À, thì khúc này nè, chủ có làm sẵn cho anh chị một cái thềm lót gạch cho anh chị sẵn để anh chị có thể là trồng mấy chậu cây trên này. Và anh chị muốn trồng rau sạch thì mình có thể tận dụng không gian ngoài này ha. À, cái phần này chắc Thiện nghĩ là rộng tầm khoảng cái hậu là 7 đúng không? Này là 1, 2, tầm khoảng 2 mét rưỡi. Tầm khoảng là Thiện thấy gần 30 mét vuông luôn á. Thì cũng rất là rộng luôn. Để cô chú và anh chị mình có thể là trồng cây nè, trồng những loại hoa mình yêu thích nha anh chị. Ôi chào ơi, phía sau đất của mình là có cái hàng dừa trái quá trời luôn nè anh chị ơi. Quá ok luôn ha. Tường rào kính xung quanh luôn. Và chủ xin được bán căn nhà vườn khá là rộng này. Mini nha anh chị. Nhưng mà cái hậu phía sau rất là rộng luôn. Cái phần hậu nữa là nè anh chị thấy không ạ. À, có thổ cư hết trơn cái phần diện tích nhà của mình ha. Thổ cư là 128m² với giá là 1.550.000.000 ha. Cho căn nhà vườn full nội thất này. À, còn nếu mà anh chị cô chú mình tài chính mình nhỏ hơn chút xíu, mình có thể lựa chọn căn bên hông ha. Căn bên hông chủ bán với giá là 1.450.000.000 ha. Tổng diện tích là 160m², nhà thiết kế cũng 3 phòng ngủ y hệt luôn anh chị ơi. À, nhưng mà là chủ chưa có lắp nội thất nên chủ bán với giá 1.450.000.000 ha. Còn căn này là 1.550.000.000 tại xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Anh chị quan tâm hoặc có nhu cầu ký gửi nhà đất, liên hệ trực tiếp số điện thoại bên dưới màn hình cho Bảo Thiện hoặc anh Khang Trần nha. Đừng quên đăng ký kênh, ấn cái chuông ở phía bên phải để anh chị có thể là theo dõi nhiều hơn bất động sản đẹp giá rẻ hàng ngày trên kênh Nhà Đất Trần Ngôi nha. Bảo Thiện xin chào, hẹn gặp lại ạ.